đổi khí hậu, xâm nhập mặn từ nhiều năm qua là nỗi ám ảnh của người dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, và đặc biệt là Cà Mau, địa phương có đến ba mặt giáp biển. Đúng ạ, và tại địa phương này thì mỗi khi mà kết thúc mùa mưa để mà sang mùa khô thì hàng chục ngàn hộ dân phải tính toán nhiều phương án để làm sao có thể trữ được nước mưa mà sử dụng. Và theo tính toán của tỉnh Cà Mau thì có đến ít nhất là 20.000 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt, và con số này hiện cao nhất cả nước. 6 lần khoan giếng tiêu tốn mất cả chục triệu đồng, nhưng ông Lâm không thể tìm được nguồn nước ngọt. Chỉ thử bằng miệng cũng biết độ mặn của nước ít nhất phải trên 5 phần ngàn. Độ mặn này đã có thể sử dụng nguồn nước để nuôi tôm. Từ trước tới giờ là người dân hoàn toàn sạch nước mặn hết. Bây giờ nhà nước làm sao yêu cầu ở đây, dân ta yêu cầu làm sao mà kéo được cái đường nước ngọt cho dân người ta để sử dụng, để sinh hoạt hàng ngày. Đó là mong muốn của người dân. Ngoài xây bể xi măng để trữ thêm nước ngọt, thì ở khu vực này nhà nào cũng phải mua thêm từ 1 cho đến 2 bồn dung tích từ 1 đến 2 khối như thế này để trữ nước mưa. Một năm thì sẽ có 6 tháng mùa khô, và khi đó thì nhu cầu sử dụng nước ngọt của người dân khu vực này là rất lớn. Theo thống kê rà soát, hiện nay ở Cà Mau, mực nước trên hệ thống kênh trục, kênh cấp 1 chỉ còn từ 0,3 đến 0,5 mét. Trong đó một số kênh đã cạn nước. Hệ thống kênh cấp 2, cấp 3 cũng đều đã khô cạn. Thế nên nhiều khu vực không thể dùng được nước giếng khoan. Nếu mà kéo được cái đường nước ngọt mà lên tới đây thì cái nguồn vốn là nhà nước hỗ trợ, chứ dân ta không có điều kiện để ta làm, dân đây cũng còn nghèo. Biến đổi khí hậu những năm qua đang khiến hai mùa mưa nắng diễn biến bất thường, vì thế xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng. Năm nào cũng vậy, hễ mùa mưa vừa kết thúc cũng là lúc cảnh báo xâm nhập mặn được phát đi liên tục. Tuy nhiên với những người dân như ông Lâm thì ông chẳng mấy quan tâm, vì thực tế nơi ông đang sinh sống đã nhiễm mặn hết từ lâu rồi. Đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 13 triệu dân sống ở vùng nông thôn. Tuy nhiên tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia chỉ đạt hơn 55%. Như tại tỉnh Cà Mau, địa phương đang thiếu nước sạch trầm trọng, thì con số này còn ít hơn rất nhiều, chỉ khoảng 40%. Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng việc cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu cuộc sống ở khu vực này vẫn đang là bài toán nan giải đối với cơ quan chức năng. Nhà máy nước sạch U Minh, với công suất 200 mét khối vào mùa mưa và 300 mét khối vào mùa khô, nhà máy này lúc cao điểm cũng chỉ cấp nước được cho 500 hộ dân. Trong khi đó, nếu theo nhu cầu thực tế, sẽ phải cần ít nhất 30 nhà máy như thế này. Những công trình mà có quy mô lớn thì cũng còn rất là hạn chế. Lý do là Cà Mau là chỉ có cái nguồn nước duy nhất là nguồn nước ngầm để khai thác, sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Do đó là cái lưu lượng khai thác cũng hạn chế. Và hiện nay thì cũng chưa có nguồn nước khác để thay thế. Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 3.900 công trình cấp nước tập trung nông thôn, trong đó tỉnh Cà Mau có 242 nhà máy. Hiện nay tỉnh này đang có khoảng 40% số nhà máy hoạt động kém hiệu quả do đã xây dựng từ nhiều năm. Tính riêng chi phí để sửa chữa nâng cấp đã tốn đến hàng trăm tỷ đồng. Sửa chữa đã khó nên việc xây mới ở địa phương lại càng khó khăn hơn. Trong điều kiện ngân sách khó khăn, việc xã hội hóa kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cấp nước là một hướng đi. Thế nhưng, không phải địa phương nào cũng thu hút được đầu tư vào lĩnh vực này. Hiện nay Bộ Nông nghiệp cũng đang tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên thì với cái nguồn lực thì hiện nay là cái giai đoạn là 21-25 thì Bộ Nông nghiệp là đầu tư là bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho Cà Mau thì khoảng 107 tỷ. Trong đó thì riêng Cà Mau thì cũng đối ứng lại là trên 70 tỷ. Để giải quyết bài toán nước sạch cho đồng bằng, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thống nhất đầu tư nối dài đường ống, nâng cao công suất các nhà máy cấp nước, hỗ trợ một số nhà máy xử lý nước tập trung, đầu tư hồ trữ nước. Nếu hoàn thành, dự kiến vào cuối năm 2023, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm 100.000 hộ dân được cấp nước sạch.